Tàu Titanic bị chìm vào năm 1912. Đến năm 1985, các mảnh vỡ của con tàu đã được tìm thấy, nhưng nó lại vẫn chưa được trục vớt. Các chuyên gia thậm chí còn nói rằng bạn không thể nào chạm vào nó. Vậy tại sao lại như vậy? Hay xung quanh nó còn có những điều bí ẩn gì mà tại sao nó trải qua hàng ấy năm nhưng vẫn không được trục vớt? Tàu Titanic là tàu du lịch Hoàng gia Anh, được ngợi ca là con tàu không thể bị nhấn chìm. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic đã khởi hành chuyến đi đầu tiên của mình, nhưng bất ngờ, nó cũng là chuyến đi cuối cùng. Vào thời điểm đó, tàu du lịch đang chở một số người giàu nhất thế giới, cũng như nhiều người nhập cư từ Anh và các khu vực khác của châu Âu để đi đến New York. Vào ngày 15 tháng 4, tàu Titanic đã bị chìm sau khi va phải một tảng băng trôi. Vụ tai nạn đã khiến 1.514 trong số 2.224 trên tàu đã bị thiệt mạng và biến nó trở thành một vụ đắm tàu ở thời bình tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Đằng sau của vụ đắm tàu Titanic trong thế giới được phát hiện vào năm 1985, nhưng hiện tại nó vẫn đang ngủ sâu dưới đáy biển và chưa được trục vớt. Tại sao lại như vậy? Có nhiều ý kiến khác về thảm họa đắm tàu này. Nhiều chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu và phân tích về nguyên nhân của vụ tai nạn, đưa ra một loạt các phỏng đoán khác. Tuy nhiên, có thể chia thành hai phe. Một là xác tàu đắm là tàu Titanic thật sự. Thứ hai, con tàu bị đắm không phải là tàu Titanic. Và thảm họa không phải là một tai nạn, mà nó là một âm mưu. Một số người tin rằng con tàu đắm đó chính là tàu Titanic thật sự. Để tăng cường độ cứng của vỏ thép, các nhà thiết kế thời đó đã bổ sung một lượng lớn lưu huỳnh vào nó, nhưng lại làm giảm độ bền của thép. Do đó, tàu Titanic không đủ độ bền để chịu đựng được cú va chạm và dễ có khả năng bị dở hơn. Một nhóm người khác tin rằng con tàu bị chìm không phải là tàu Titanic, mà là một chiếc tàu chị em của nó, chính là tàu Olympic. Với hình dáng và trang trí gần giống như tàu Titanic, thảm kịch này không phải là một thảm họa tự nhiên, mà là một kế hoạch của công ty White Star Line của Anh để lừa đảo công ty bảo hiểm với một số tiền khổng lồ. Âm mưu giúp cho công ty vượt qua khó khăn kinh doanh bằng phí bảo hiểm. Một điều đáng chú ý là giám đốc điều hành của công ty White Star Line, người ban đầu dự kiến có mặt trên tàu, cũng đã hủy chuyến đi vì lý do không được tiết lộ. Nhiều vấn đề đã được củng cố kết luận của các học giả rằng vụ tai nạn này nó là một âm mưu. Tuy nhiên, ý kiến cho rằng tàu bị chìm là Olympic cũng thiếu đi sự thuyết phục. Theo hồ sơ dữ liệu, mặc dù Olympic là tàu chị em của tàu Titanic, ngoại hình thì tương tự giống nhau, nhưng thiết kế nội thất và cấu trúc thân tàu vẫn rất khác nhau. Ngoài ra, trong suốt 24 năm phục vụ của tàu Olympic, nó đã gặp tai nạn và va chạm trên biển rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bị chìm, thậm chí còn được chính phủ Anh sử dụng nó như một công cụ vận chuyển quân đội trong Thế chiến thứ nhất, khác hoàn toàn so với số phận của Titanic. Theo các chuyên gia nghiên cứu và thẩm định, thậm chí không thể chạm vào con tàu. Phần còn lại của tàu Titanic được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1985. Cho đến nay, nó đã nằm ở đáy đại dương trong hơn 100 năm, cách bờ biển Newfoundland, Canada khoảng 600 km và chưa được trục vớt. Không phải là mọi người không có ý định trục vớt, nhưng sau nhiều cuộc điều tra và nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy rằng, sau một thời gian dài ngâm mình nhiều trong nước biển, con tàu đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Phần còn lại của con tàu huyền thoại Titanic này, cả thân tàu và cả vật thể bên trong tàu đều trở nên rất mỏng manh. Vì thế, nếu có bất cứ tác động ngoại lực nào, đều có thể khiến cho con tàu lịch sử ngủ quên trong nhiều năm này có thể bị biến mất. Bây giờ, không thể thực hiện công việc trục vớt
và thậm chí không thể chạm vào nó. Giờ đây, phần còn lại của tàu Titanic đã được Tổ chức Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc bảo vệ. Điều mà các nhà khoa học có thể làm là lặn xuống biển sâu gần 4.000 mét để lưu lại những hình ảnh cuối cùng của chiếc tàu chở khách sang trọng lộng lẫy này và cố gắng làm chậm đi sự ăn mòn của nước biển, lưu lại những ký ức lịch sử về vụ tai nạn này cho thế hệ tương lai, dùng những phương thức kỹ thuật số tiếp tục lưu truyền những ký ức về Titanic. Tin rằng Titanic sẽ ngủ mãi dưới đáy biển cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Trong thế giới của các thế hệ tương lai, ký ức về Titanic sẽ tiếp tục lưu hành dưới dạng hình ảnh, phim truyện và thơ ca. Huyền thoại về con tàu Titanic sẽ không bao giờ bị biến mất.